Xin chào anh em lại quay lại với kênh tin tức nha, tin tức ngày 20 tháng 11. Và nguồn tin từ báo Ngôi Sao thì Văn Lâm vừa đưa bạn gái đi ăn cùng với ông huấn luyện viên Park Hang-seo. Thủ môn Văn Lâm cùng bạn gái là Yến Sung và Hồ Tấn Tài ăn trưa cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo khi nhà cầm quân người Hàn Quốc vào Quy Nhơn dự kháng Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 11 thì huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt tại Quy Nhơn để dự kháng trận đấu giữa Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 26 V-League 2022. Nhân dịp này thì nhà cầm quân người Hàn Quốc gặp gỡ ăn trưa với hai học trò là Đặng Văn Lâm và Hồ Tấn Tài. Văn Lâm dẫn theo bạn gái là Yến Sung rủ em trai Đặng Văn Mạnh cùng với em dâu tương lai người Nga tham gia. Văn Lâm về Việt Nam đầu quân cho câu lạc bộ Bình Định từ tháng 8 sau khi chia tay câu lạc bộ Soryo Osaka Nhật Bản. Bố mẹ và các em của thủ thành Việt Kiều sau đó cũng về Việt Nam sống do tình hình bất ổn ở Nga. Được bạn gái và gia đình ở bên động viên tinh thần, Văn Lâm đang đạt phong độ cao trong thời gian vừa qua. Văn Lâm giữ sạch lưới 7 trong số 10 trận đấu cùng Bình Định tại V-League 2022, mang thể hiện ấn tượng của anh góp phần giúp cho đội bóng đất võ đoạt hạng 3 chung cuộc với 47 điểm, chỉ kém đội Á quân Hải Phòng là 1 điểm. Trong trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 19 tháng 11, anh được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho nghỉ ngơi, nhường vị trí cho thủ thành Trần Đình Minh Hoàng. Dù vắng Văn Lâm, Bình Định vẫn giành chiến thắng tỷ số là 2-1. Và sau khi V-League 2022 khép lại thì Văn Lâm cùng đồng đội tiếp tục chuẩn bị cho vòng bán kết cúp quốc gia gặp Thanh Hóa vào ngày 23 tháng 11. Sau đó anh sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để tham gia trận giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund. Câu lạc bộ nghe là quốc anh em ơi. Thì câu lạc bộ này ở Đức nha anh em, vào ngày 30 tháng 11 và tại ở Hà Nội, rồi di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu tập luyện chuẩn bị cho giải AFF Cup 2022. Thì trong đợt tập trung lần này thì huấn luyện viên Bắc triệu tập 31 cầu thủ, Văn Lâm là một trong 4 thủ môn góp mặt bên cạnh Nguyễn Mạnh, Văn Hoàng và Văn Toản. Ngày 14 tháng 12 thì đội tuyển Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với cặp Philippines trên sân vận động Hàng Đẩy trước khi huấn luyện viên Bắc chốt danh sách dự AFF Cup 2022. Đây là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment và đừng quên ấn đăng ký và chung. Tạm biệt anh em nhé.